chào bà con cô bác xem kênh là DK Bonsai nha. Thì hôm nay mình có về một số cây để giao lưu bà con cô bác, mong bà con cô bác gần xa xem kênh thì ủng hộ mình nhé. Mình có về một cặp con gà nữa nha bà con, đang đỏ nó nhỏ làm cặp gà đó bà con. Mình chuyến này mình về một đôi với một số phôi trang đỏ nó nhỏ và một số hoa giấy Mỹ ghép cẩm thạch 4 màu có 5 màu có. Số sam trái rồi sam phôi sam siêu bông có, rồi có hai cây hạt gạo nha bà con, và một cây mai kiến thủy trung nu, mai kiến thủy trung nu da đen, cây này thành phẩm rồi mình đặt lá cho thay lá ăn Tết nha bà con, mong bà con cô bác xem kênh và ủng hộ mình nha. Rồi đầu tiên là con gà số 1 nha bà con, mình được một đôi nha, nếu mình bán một đôi mình bao ship tới 200 km, mình bán một đôi nếu mình ship xe tải cho dễ nè bà con. Cái này là con này số 1 với cộng con kia nha bà con, hai con một đôi ghép lên một đôi. Anh bán một cặp mà. Bán một cặp để ship xe tải luôn. Rồi chiều cao của nó là 1m3 nha bà con, chiều cao của con gà đó là 1m3. Rồi từ cái mỏ này tới cái chóp đuôi nó là 1m4 nha bà con, mét tư, dài của nó là 1m4. Cánh này qua cánh kia là nó tới 90 rồi con, hai cánh này dài nó là rộng là 90. Rồi con gà này với con gà kia nữa mình bán một đôi là cũng 8,5 triệu, mình đo ship 200 km nha con. Ví dụ có xa thêm chút đỉnh thì con mình thương lượng cái phí ship. Xương gì đã mình là bao phí ship là nó 200 km. Đó, con này về con chê Tết là rất là đẹp nha. Đó là nó chỗ lai gai rồi Tết nó mới chỗ nhiều, vì cái này nó gao bông lén một tí thôi, còn Tết kia mới nhiều. Cái sao nên nó mới nói giá hả? Đôi này 8,5 triệu, bao ship 200 km, ví dụ xa nữa là thương lượng phí ship. Rồi tiếp tục con gà số 2 nha bà con. Số 1. Cái này số 1 rồi, con này con thứ 2. Thì con này là con trống, hồi nãy là con mái nha bà con. Con mái này nó hơi nhỏ hơn con trống này một tí, con trống này to hơn, con này cao hơn, cao hơn rồi dài nó cũng to hơn, dài cũng dài hơn. Rồi để thông số chiều cao cho con xem, chiều cao nó là 1m, nó có 1m3 nữa, chiều cao 1m3. Chiều dài nó là chiều dài nó cũng 1m4, trên 1m4 vậy đó, tính 1m4 thôi. Da con này hơi bự hơn con nãy một tí. Đực nó lớn rồi. Cái này con này là con đực kia con cái nha bà con. Là con trống con mái. Thôi đang mình bán mình ship xe tải đi rồi mình cũng bao ship 200 km vậy đó. Hai con này là giá là 8,5 triệu bao phí ship. Số điện thoại của anh. Số điện thoại mình là 0915725306, số Zalo là số đó nha bà con. Bà con có mua hàng thì liên hệ số điện thoại này nha bà con, với Zalo. Rồi con này với con nãy là 8,5 triệu, mình bao phí ship là 200 km, ví dụ xa nữa thì phí ship mình thương lượng nha, bao 400 giao cũng được mà tiếp phí ship mình giao được hết. Rồi tiếp tục anh. Rồi tiếp tục mã số 2 là một cây trang đỏ nó nhỏ nha con, trang này là trang thiên nhiên trang ấy nha, chứ không phải là trang công nghiệp đâu. Cây này nó già dữ lắm rồi, cây này cây quan giả thiên nhiên xưa mấy ông già ông trồng, chứ không phải là cái cây công nghiệp bây giờ, nó già dữ lắm rồi. Đây nha mấy bờ rào mà. Trang đỏ là nhỏ nha bà con. Rồi để thông số chiều cao cho bà con xem nha. Chiều cao nó là 1m1. Bán nó rộng ở đây là khoảng 60. Bán rộng 60. Đó, tam đa nha, ba thân nha bà con. Ba thân nó bệ nó dính liền nha. Bảo đảm dính liền nó cứ ngắt luôn nó không có xé được nha bà con. Đây. Dính liền hết rồi nó không có tét ra được. Đó, cái bệ rất là to. Rồi mình đo tổng cái bệ cho bà con xem nha. Tổng cái bệ là nó 44 nha bà con. Đó. Tổng cái bệ 3 cây là 44. Rồi mình đo một cốt to nhất thử coi. Đó, hoành ở đây là 22 nha bà con. Cốt to nhất là 22. Rồi cốt này thì nó nhỏ thôi. Tam đa 3 cốt nha bà con. Rồi, cây này là 18. Cây 22, cây 18, cây này khoảng 16, 17 nha. 3 cây
này dán tam đan rồi con, trang đỏ nó nhỏ. Rồi cái mã số 2 mình giao lưu với bà con cô bác, cái giá là nó 2,8 triệu, mình bao phí ship toàn quốc luôn nha. Máy này bao phí ship toàn quốc. Rồi tiếp tục mã số 3. Số 3 cũng là một cây trang đỏ lá nhỏ. Cây này cũng ở bờ rào đó, cây thiên nhiên chứ không phải là cây, không phải cây công nghiệp đâu con. Cây bứng cái bầu rất là to nè. Trang đỏ lá nhỏ. Vậy cây này mình trồng cái dáng này cũng được. Nó bay bay hơi ngọn chút cũng được. Cây này nó cũng liền bệ luôn rồi. Rồi chiều cao đó đây là nó 23. Từ gốc nó bay cần ra đây là nó 25. Đó. Trang đỏ lá nhỏ. Rồi cái hoành cây to nhất coi. Hoành cây to nhất là 19 nha. Rồi tổng cụm 3 cây là nó 33. Đó. Rồi cây trang đỏ lá nhỏ mã số 3 giao lưu với 1,6 triệu, mình bao ship toàn quốc luôn nha bà con. Số điện thoại mình là 0915725306, số giao lưu là số đó bà con ơi. Mong bà con cô bác ủng hộ mình nha. Rồi tiếp tục là cây trang đỏ mã số 4. Dáng là cái đọt nó hơi siêu siêu một tí nha bà con. Vì trồng trực lên cũng được, vô trồng đứng lên gì cũng được. Trang đỏ lá nhỏ, trang thiên nhiên chứ không phải trang công nghiệp đâu bà con. Cây rất là già. Rồi chiều cao nó là 56. Tán nó rộng ra đây là nó 48. Đó, tổng cái cụm 3 cây coi. Nó liền bệ nha bà con, đế rất là đẹp nha. Rồi tổng cái cụm nó là nó 37 nha. Tổng cụm là 37, chưa để đo cây đại diện coi. Rồi cây đại diện của nó là 16 nha bà con. Cây đại diện nó 16. Rồi mã số 4 trang đỏ lá nhỏ này mình giao lưu với bà con cô bác với giá là 2,2 triệu. Đó, mình bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp tục là mã số 5. Cũng là cây trang đỏ lá nhỏ nha bà con. Trang này mình mua nguyên cái hàng rào mình bứng, thành ra là mấy bụi này nó già lắm rồi chứ không phải là cây công nghiệp của ngoài ruộng. Già lắm, cây sống rất khỏe, mình bao sống bao ship luôn. Chiều cao nó 90. Tán nó rộng ở đây 60. Trang đỏ lá nhỏ. Gốc rồi coi. Gốc lớn nhất này nó 22 rồi con. Gốc lớn nhất này hoành nó 22. Cây nhỏ là khoảng 14 15 thôi. Cái gốc này hai gốc là dính liền nha nghe. Dính liền nó nằm như con thú rồi đó. Cây bệ này cũng liền luôn. Rồi, cây trang đỏ lá nhỏ mã số số 5 hả? À, số 5, chiều 2. Mã số 5 giao lưu giá 1,2 triệu. Đó, giá liền của bà con mình bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi, tiếp tục là mã số số 6. Cái này cũng là một kho trang đỏ nó nhỏ luôn. Cái này để thấy cái tàn nó đẹp mình để cái tàn thiên nhiên gì cho bà con chơi nha. Đó cái này nữa ra là chỉ mình bẻ chi xương 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 ra này là chơi. Cái tàn này rất là đẹp. Cái này rất là già luôn bà con ơi. Này bán giá hữu nghị cho bà con chơi trang đỏ lá nhỏ nha. Cái này bao sống bao ship luôn. Chiều cao nó chắc thức dây. Tất thức dây mét rưỡi đi. Cao mét rưỡi đi. Cái thứ dây nữa thứ 6 mét 6 á. Tính như mét rưỡi thôi, chiều cao mét rưỡi, tán nó rộng ở đây coi, tán nó rộng ở đây là nó 1m1, đó, tán rộng 1m1, chiều cao mét rưỡi, tán rộng 1m1, trang đỏ lá nhỏ, cái này cũng tam đa đó nha bà con, ba tốt nha, một gốc mà chia ba thân nha, dán tam đa luôn. Không được. Đo tổng đi em. Cái thân này coi. Cái thân này diện nè. Rồi cái thân ở đây là nó đo trên này là có 14 rưỡi thôi. Dưới này chắc có 16 à. Đo không được đo đây khổng khổng. Rồi đo tổng 3 cái cây coi, 3 cốt coi. 3 cốt tổng nó là 40 nha bà con. Tổng 3 cốt là 40. Đó, dán tam đa. Cây này nó cũng liền cứng ngắt luôn nha. Gỡ không được nha. Bể liền hết. Liền hết nha bà con. Mã số 6 không giá như vậy. Rồi cái mã số 6 này giao lưu với bà con cô bác cái giá là nó 2,5 triệu nha bà con. 2,5 triệu mình bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp tục mã số 7 là mình có mấy phôi linh sam siêu bông nha. Mình hảo hảo thử cây này nha cho bà con xem thử coi.
chưa bông. Đây hoành nó 17 nha, hoành nó chỗ này 17 đó, một đôi thì mình bán với bà con cô bác là một đôi mã số 7 này Zalo có 500k, mình bao phí ship toàn quốc luôn. Siêu bông cái lá linh sam siêu bông nha, bảo đảm siêu bông 100% nha, có chuyện đấy, linh sam siêu bông 100%. Rồi tiếp tục là mã số 8 cũng là linh sam siêu bông 100% luôn. À, mã số 8 này cũng 500k. Thì cái hoành là nãy cây nhỏ nhất là nó 17 rồi đó, mấy cây này 18, 19, 20 nha bà con, nó dao động vậy đó. Đó, cần nó bay nè, nó quái quái nè. Rồi mã số 8 này là cũng 500k luôn, bao phí ship toàn quốc. Tiếp tục mã số 9. Cũng 500k luôn bà con ơi. Rồi để sẵn. Cái này ví dụ bà con nào mà có mua nhiều mình cũng có số lượng nha. Ví dụ đâu có chục cặp gì cũng có. Thì mình mua cái này số lượng cũng nhiều. Bán giá không nghĩ cho bà con chơi. Linh sam siêu bông. Đó, mã số 9 này cũng 500k luôn. Tiếp tục mã số 10. Cũng linh sam siêu bông. Đó, một đôi này có 500k, mình bao phí ship toàn quốc luôn nha. Đó, bà con chỉ có 500k là nó giao tới nhà luôn. Cái giọng nó cũng giống linh sam siêu bông. Đó, một đôi này mã số 10 cũng 500k thôi. Rồi, tiếp tục đôi mã số 11 cũng 500k luôn. Bao phí ship toàn quốc, bà con mình bao sống bao ship luôn. Cái này bảo đảm là linh sam siêu bông 100% nha. Đó, cần nó khoảng hơn gan tay nè. Cái gốc thì khoảng một nắm vậy nè nha. Có cây thì cũng 18, 19, 20, có cây khoảng 14, 15. Nó lộn xộn mình bán đôi vậy á, 500k. Rồi, tiếp tục mã số 12. Cũng 500k luôn. Mã số 12 linh sam siêu bông. Có cây này gốc nó to. Mà cây nào cũng nở đế nha bà con. Linh sam siêu bông. Rồi mã số 12 500k luôn. Tiếp tục mã số 13. Đó. Ví dụ anh em cô bác nào có mua nuôi số nhiều, số lượng nhiều hình bớt. Rồi mã số 12 này cũng 500k luôn, linh sam siêu bông. Mã số 13. Mã số 13 500k. 13 500k. Rồi tiếp tục mã số 14 là cái hàng này nó to hơn là 600k rồi con. To hơn là 600k. Rồi thử con gốc coi. Gạt dây. Đó, gốc ở đây cũng 20-21 gì nè. Đó, cái gốc cây nào cũng nở chứ. Đó, cái gốc gì nè, tay hơn tay mình nè. Thì giá 19-20 đến 20 mấy đó. Rồi mã số 14 này là 600k. Tiếp tục mã số 15. Đó, hàng này hàng 600 cây to nha bà con. Chiều cao gì nè. Này chơi kiểu hàng quái đó nha bà con, chứ không có vô bài bản mình để quái quái mình chơi. Ví dụ nữa mình trồng dáng nó đổ đổ hơi gì cũng được. Nó nhiều dáng lắm, nhiều kiểu chơi. Rồi mã số 15 này cũng là 600k luôn. Tiếp tục mã số 16. Mã số 16 600k. Số 16 600k luôn, đế nở nha con. Cây này mình trồng nó sâu dưới đế nó nở nè, đế không có sữa nhưng mà gốc nở mà không có bị veo. Đó. Cái này siêu bông có hình lá thì có tim nhỉ. Không, cái lá này nó lá già nó không ấy, lá tơ thì nó lá đại trong là trái tim vậy nè. Thì bảo đảm linh sam siêu bông 100% rồi. Bà con cứ an tâm mà mua. Rồi mã số 16 600k. Tiếp tục mã số 17. Cũng 600k luôn. Mình cứ bao là linh sam siêu bông 100%. Nếu không phải thì mình bồi thường tất cả. Đó, cây nào đế, cây này đế cục cục nha, đế rất là to. Cây này cũng 600k luôn một đôi nha bà con. Mã số 17. Số 17 600k. Bao ship bao sống. Số điện thoại mình là 0915725306, số Zalo là số đó bà con ơi. Mình tên là Truyền, ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thế, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Đó, ví dụ bà con có mua hàng chốt hàng hay liên hệ số điện thoại của mình nha, số đó cũng là số Zalo luôn. Rồi tiếp tục mã số 18 cũng là linh sam siêu bông, có chiều cao gì nha bà con. Rồi một đôi này cũng 600k luôn. Rồi tiếp tục đôi mã số 19 linh sam siêu bông. 19 này cũng 600k. Cái đợt này mình bứng này là to hơn cái đợt trước nha, mình bán cũng có 600k thôi, giá không nghỉ luôn, bán số lượng. Rồi 19 này 600k luôn. Tiếp tục mã số 20 cũng linh sam siêu bông. Đó, dáng nó quái quái vậy mà con. Cái hàng linh sam siêu bông thì cái da nó nè, nó không có nứt khung, nó găng 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 gì như cây siêu đũa thôi đó, là mấy siêu bông nha mà con, 100% nó găng hơi vậy thôi, nó không có xù lên như da me đó, siêu bông 100%. Rồi mã số 20 này là cũng 600k. Tiếp tục mã số 21 là cũng 600k luôn. Đó, bao sống bao ship cầu quốc luôn con ơi. Rồi mã số 21 này 600k luôn, linh sam siêu bông. Mã số 21 600k.
Rồi tiếp tục mình có một số chăm trái rồi con. Đó, chăm núi chăm trái là nó đó nha. Đó, cây mã số 22 là cây chăm trái. Rồi chiều cao của nó là nó 22. Tán nó rộng ở đây là nó 24. Rồi hoành vị trí là 17. Hoành ở đây 17 nha. Rồi cây mã số 22 này 600k. Bao sống bao ship luôn rồi con ơi. Ví dụ mình bao sống trong một vòng tháng không có trục trặc gì thì bà con cứ chụp hình Zalo gửi cho mình sẽ bồi thường cây khác nha. Rồi chiều cao của nó là nó 25. Tán nó rộng ở đây là nó 30. Cây này là rất là sống khỏe rồi. Mình vô cái giót này là mình dâm lại là nó ra tượng kìa là ổn định rồi đó. Rồi hoành nó 12. Rồi cây mã số 23 này là giá 500k. Tiếp tục mã số 24. Tiếp tục mã số 24. Đó, 24 này 550k nha. Chăm trái luôn. Rồi hoành vị trí này 13. Chiều cao ở đây là nó 21. Đó, mã số 24 này 550k. Rồi, tiếp tục mã số 25. Tiếp tục mã số 25 cũng là cây chăm trái luôn nha bà con. Cây này cái dáng này ví dụ trồng thì dắt vô giót gì chứ nhiều bà con trồng dáng này cũng được. Dáng hơi đổ đổ gì cũng được nha. Thì rễ năng cắm dưới bà con trồng kiểu nào cũng được chứ. Rễ năng cắm sâu xuống đáy bầu luôn. Rồi chiều cao nó 25. Mùi rễ này nó ăn sâu lắm bà con cứ an tâm. Rồi hoành nó 11. Rồi cây này là 550k mã số 25. Tiếp tục là mã số 26 cũng là một cây xanh trái. Đó. Đây là cái dáng gì nha bà con, cây này nó về trồng bị gì chưa có sữa ngay dáng gì bà con trồng dáng đổ thì cũng được nha. Đó, rễ nó ăn rất là cắm sâu, nó không có nhõng rễ đâu. Bao sống bao ship luôn, mấy cây này là rất là khỏe rồi. Chiều cao nó 22. Cần nó ra đây nó 22 21. Hoành vị trí này 14. Đó. Rồi cây sâm trái mã số 26, 600k. Tiếp tục mã số 27 cũng là sâm trái luôn. Bao sâm trái 100% nha bà con. Rồi chiều cao nó 22, cây này nó già lá nó cằn lại nó mới ra trái được nha, còn lá non vậy là không có trái nha bà con. Rồi hoành nó là 15. Khi mà nuôi cái tai chi này nó già lại rồi là nó thay lá rồi nó ra bông. Đó, mã số 27 này 550k phải không? 550k mã số 27. Tiếp tục mã số 28 cũng là một cây xanh trái luôn. Số điện thoại mình là 0915725306 nha con. Số Zalo là số đó luôn. Rồi chiều cao nó 30. À, con có mua hàng chốt hàng thì liên hệ số điện thoại với mình nha. Mình không có bán trên cái bình luận trên cái clip bán mà mình làm không kịp. Rồi hoành nó 13. Rồi cái mã số 28 600k. Rồi tiếp tục là mã số 29 cũng là cây sâm trái luôn. Cây này về trồng dáng này cũng được nha. Đó, trồng hơi đổ xuống được kéo cần tạo cần mới ra. Rồi chiều cao nó 20, lá nó rộng ở đây nó 25. Hoành vị trí này 13. Rồi cái mã số 29 này là 600k. Tiếp tục mã số 30 là sâm trái. Ồ, cái này chơi kiểu tầng dù được nha, nhánh nó rất là đều. Cái này về bà con vô dây chỉnh cái muốn ra cây khiển rồi. Rồi chiều cao nó 26, tán nó rộng ở đây nó 24. Vậy cái này vô lá già bà con vô dây cái chơi được rồi. Rồi hoành nó 12,5. Rồi cái này mã số 30 này 550k. Tiếp tục là mã số 31. Đó. Cái này giá ổn nghị nha, cái này giá rẻ bán rút vốn, cái này bán lỗ. Rồi chiều cao 19, vẫn nguyên lô, có cây bán lời có cây bán lỗ luôn mà con ơi. Rồi hoành 12. Rồi cái mã số 31 này có 450k thôi. Rồi tiếp tục mã số 32 cũng là cây xanh trái luôn, tai chi rất là tốt rồi con, cây tùm rồi đó. Chiều cao 32, cây này rất là chống khỏe rồi, hết sạch chết rồi. Rồi hoành nó 13, mình dâm thời gian cho cây nó khỏe mình mới Zalo đây. Rồi cây mã số 32 năm 450k, bao ship bao sống luôn. Rồi cuối cùng là cây xanh trái cuối cùng là mã số 33. Cây này trực lắc rồi con, đế cũng rất là đẹp, chiều cao nó 32. Đó, cây này trực lắc. Rồi hoành vị trí này là nó kể 14 thôi, chỉ gỗ cổ rễ 14.
Rồi cây sam trái mã số 33 này 600k, 360 ship luôn. Tiếp tục mình có hai cây linh sam hạt gạo nha con, Tân Phú hạt gạo. Đó, thấy được không? Được đứng vậy. Linh sam Tân Phú hạt gạo nha con. Đó, chuyến này mình về có hai cây. Đây này là mình trồng trong cái thùng này là lâu rồi nha con, nó thành chậu hết rồi nha. Rễ nè cứng rít hết rồi nha. Đó. Cứng bộ hết rồi, chứ không phải là cây mới vô thùng nha. Bảo đảm cây sống khỏe. Rồi chiều cao nó đây là nó 45 thôi. Chiều cao 45. Rồi hoành củ vị trí này là nó 3222. Tán. Tán nó rộng ở đây là nó 55. Rồi tán rộng 55. Rồi cái mã số 34 này giao lưu giá 900k mình bao phí ship luôn nha bà con. Đóng thùng cho bà con chơi nha. Để mình đóng vô thùng xốp bảo quản cái tàn cho bà con chơi Tết nha. Đó cây này ra hoa hết nè. Đó nữa nó ra hoa rất là dày đặc nè nghe bà con. Đó, già lá bỏ nước là tưới hoàng nó ra hoa vậy nha. Cái này về bà con chơi Tết được nha. Hai cây này về bà con ép nó chậu đẹp vô chơi. Hoa là nó chỗ quanh năm, già lá là có hoa. Linh sam Tân Phú hạt gạo. Rồi chiều cao nó 42. Tán rộng đây là nó 58. Rồi hoành vị trí này 19 nha. Củ rễ này 19. Cây nào cũng đế cũng đẹp nha bà con. Đế rất là đẹp. Cây này thần chậu 100% rồi. Rồi cây mã số 35 này cũng 900k luôn. Đây tán đây, cái gì đặt hết. Tự nhiên thiên nhiên của nó không có sữa. Rồi cây này cũng 900k mã số 35. Linh sam Tân Phú hạt gạo. Rồi tiếp tục mình có mấy cây hoa giấy Mỹ ép con thật nha. Cây này thì được 4 màu nha bà con. Đó. Cây này 4 màu phải không? Hoa giấy Mỹ ép cẩm thạch 4 màu đây, màu tím, màu trắng, màu vàng, cái này màu cam hay màu đó. Đó, màu cam là 4 màu, là mình thấy chỗ 4 màu chính xác 100% rồi đó. Chiều cao ở đây là nó 99. Tán mình đo rộng khúc rồi thôi, nữa mình tính đây nha bà con, gọn nó tàn lại. Rồi tán mình tính 65 thôi, gọn 65 thôi. Cái này qua giấy Mỹ ghép này, ví dụ đi đường xa nó có rụng đá mà con thông cảm nha. Bao sống bao ship, bao bảo vệ mấy cái bo cho bà con chơi Tết. Rồi hoành nó 17. Đế nó sổ lên đây thì nó tới 22 nè. Củ rễ là như vậy nha bà con. Đó, cây thần chậu rồi, ghép lâu rồi, tới nửa năm nay rồi. Rồi cái mã số 36 này qua giấy Mỹ ghép 4 màu này giao lưu giá 900k. Bao sống bao ship luôn, toàn quốc. Tiếp tục là mã số 36. Cái này là sắt nha. Mã số 37 anh. Có 37. Mã 36 nhầm. Cái này mã số 37 nha bà con. Qua với Mỹ cái này ghép được 5 màu. Dính nha. 5 màu. Chiều cao nó là nó 58, ủa 85. Tá nó rộng ở đây là nó chỉ 60 thôi. Đây là cái màu đỏ nha bà con. Màu trắng nha. Màu cam nha. Và màu vàng nha, màu vàng chứ đây là màu vàng nha. Đó, còn cái màu tím nha bà con. Đây màu tím đây, tổng cộng là 5 màu nha. Đó, ngũ sắc. Rồi cái mã số 37 này giao lưu 950k. Mình có chip toàn quốc. Tiếp tục mã số 38. Cái này có 3 màu thôi. Cái này màu vàng, màu tím và màu đỏ thôi. Vàng, tím, đỏ. Rồi, chiều cao nó là 1m. Tán rộng mình cũng kể là 60 thôi. Hoành vị trí này 16 à. Cây nó già dặn cây bị ghép lâu rồi nó già thôi chứ nó không to hơn. Hoành không to hơn. Rồi mã số 38 này 800k. Bao ship toàn quốc luôn. Qua giấy Mỹ cây này được 3 màu. Vàng tím đỏ. Rồi tiếp tục là cây mã số 39. Qua giấy Mỹ. Cây này được có 2 màu thôi. Nhưng mà hai màu này rất đặc biệt nha, màu vàng và màu đỏ nha bà con. Đó, hai cái màu nó rất là đẹp. Vàng và màu đỏ, cái màu vàng này rất là hiếm nha. Rồi vàng là đắt nhất nha, đang lú bông hết rồi nè. Rồi đó mua cây bằng ngón chân mà mấy triệu đó bà con ơi. Vàng đỏ nha, cây này được hai màu, màu rất đẹp. Rồi chiều cao nó 1m. Hai cái màu này hiếm á. Rồi hoành nó 15. Qua với Mỹ ghép cây này được hai màu vàng đỏ. Rồi cái mã số 39 này là nó 800k. Bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp tục mình có một cây mai kiến thủy xuân nuôi da đen.
đó, cây này là cuối clip ngày hôm nay nha bà con. Đó là cây này hôm nay chín chín thủy nè, bữa mai chín thủy trung nu da đen. Đó, cây này chực pin nha, cây này nó chững cây hết rồi, nhưng mà mình lặt lá đang chuẩn bị chưa thay lá ăn tết, vì lá nó già quá rồi, già lá rồi nó đỏ, mình đặt lá này là vài bữa lú qua luôn nè, thay lá này là lú qua luôn. Đó, mai kiến thủy trung nu da đen, tay chi này bà con, tay chỉnh nha, nó già nu nần gì hết rồi. Đó, cái cành nó vị trí này là cái cành này nó bự ngón tay mình nha, cành này khoảng trên 10 nha, nó sát cái đùi này là to lắm, để mình đo trong cái đùi thử ra, cành số 1 rồi thử ra, cái đùi cành số 1 là tới 14 nha bà con, cành này là tới 14 đó. Đó, số 1, số 2 đây, cành phong nha bà con. Như cái cây này nó có lỗi cái này tí nha cho bà con xem nha, nó có đặc điểm nó lỗi cái rễ này, nó bị khóa rễ này chút, mình xử lý hết rồi nè, tới đỏ rồi nè, đó nó bị lỗi cái rễ này, nhưng mà nó không có hại gì cây hết nha. Đó, mình bao cây mạnh khỏe nha. Đó, nó có lỗi đó một tí. Đó, mai kiến thủy trung nuôi da đen, chiều cao của nó là nó 39, tán nó rộng ở đây là nó 42. Mai kiến thủy trung nuôi da đen già lắm rồi, nu nần hết rồi. À, cái này vị trí này nó 28 nha bà con, vị trí đây 28 nha, chỉ cho con xem vị trí củ rễ là 28, còn hoành eo nó là 26. Cái này là 28, giót đọt trực pin, cây này chuẩn rồi. Đó, tán cho bà con xem nha. Đó, tán nó rất là đều đặc rồi nha. Đây, quay cái mặt này cho bà con xem. Đó, nó chuẩn hết giót đọt rồi, cái thẹo nó còn tí là lành nha. Đó, mấy thẹo mấy bé này không quan trọng nha bà con, nó cuốn hết rồi. Còn chút nó lành thẹo hết rồi. Đó, cây này cây mã số 40, chúng mai cái thủy chung luôn da đen, mình giao lưu bà con cô bác với giá là 4,5 triệu, mình bao phí ship toàn quốc, ship luôn cả chậu luôn nha bà con. Mình đóng thùng xốp cho bà con chơi nha. Rồi, cây này là cây cuối clip ngày hôm nay bà con ơi. Ship toàn quốc hay gì? Toàn quốc luôn nhé. Rồi, cuối clip mình cũng xin chào bà con cô bác xem kênh Đà Tây Ca được nhiều sức khỏe nha. Mình xin chúc bà con cô bác được nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài. Và cây cuối clip mình xin hẹn gặp lại clip sau bà con ơi.